Rồi ở đây các bạn thấy là mình đã khai báo mãn nè, xuất mãn nè, nhập mãn nè. Bây giờ thầy sẽ viết hàm nhé. Void, bởi vì cái này mình không có cần kiểu trả về, cho nên là mình viết ở dạng void thôi. Nhập mãn, mở ngoặc. Thì chỗ này làm gì vui vậy? Thầy giảng có gì đâu cười. Thầy đã nói rồi, mặc dù miệng thì nói, tay thì gõ, mắt thì nhìn màn hình, nhưng mà còn những con mắt khác thầy đang nhìn các bạn, yên tâm đi. Với bất kỳ một cái nhếch môi nào của các bạn thầy cũng biết. Tại vì thầy giảng không có lý gì, chỗ này thầy khai báo nhập mãn mà em cười hết trơn, thì rõ ràng là em đang làm việc riêng. Yên tâm đi nhé. Rồi ok, nhập mãn. Và để nhập được mãn thì các bạn khai báo cho thầy một cái mãn chỗ này. In, mình nhập mãn in thì mình khai báo mãn in. In A đi, để cho nó nhanh. Và đặc biệt chỗ này giúp thầy, khi mình khai báo cái mãn bên trong tham chiếu của hàm, không cần số lượng. Đặc biệt chỗ này không cần số lượng. Chỗ này gần như mình khai báo một cái biến thôi, chứ không phải khởi tạo giống như trên này. Cho nên số lượng không cần, mình chỉ ghi mãn A hết. Tuy nhiên mình phải đưa vô đây số phần tử của mãn mà mình cần, thì mình đưa vô đây. Ví dụ in n là số phần tử của mãn. Và n này mình cũng chưa biết là nhiêu, khi nào gọi mình đưa nhiêu thì tính nhiêu. Và trong này mình khai báo một cái biến in y để cho nó chạy trong cái phần for. Bởi vì mình nhập mà, thì for y chạy từ 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Có phải giống cái phần nhập này không? Đấy. Và mình làm cái này, mình đưa cái này vô. Nhập mà, giống nhau. Nhập mãn thứ y. Chỗ này mình ken vô đâu? Ken vô A thứ y. Xong nhập mãn rồi đó các bạn. Xong nhập mãn rồi đó. Bây giờ xuất mãn. Void xuất mãn in a phẩy in n. Và nhiệm vụ xuất mãn của chúng ta, một dòng for, một lệnh print hết. Và chỗ này for cho đến n, xuất mãn a hết, giống y chang như những đoạn code mà mình viết trước đây ở phía trên, không có gì khác cả. Nhưng mà thay vì là mình viết riêng thì mình đưa cái này vô trong hàm. Và bây giờ mình vận dụng như thế nào nè. Nhập rồi nè, xuất rồi nè. Và cái đoạn bên trong này thì cho nó bỏ đi. Mình có mãn 1 và mãn 2. Mãn 1 của mình số phần tử là đã định nghĩa, được khởi tạo. Mãn 2 của mình chưa có. Vậy có thể mình lặp lại cái việc hồi nãy, mình chọn xuất mãn và mình đưa vô đây mãn 1 phẩy số phần tử hết. Xuất mãn, mãn 1 số phần tử. For y, rồi xuất mãn chỗ này thiếu int y bằng y, chưa khai báo y. Xuất mãn và mãn của chúng ta đây 56182. Bây giờ nhập mãn, chỗ này mình gọi cái hàm nhập mãn. Nhập mãn nào? À, mãn 2. Bao nhiêu phần tử? Số phần tử. Và
xuất mạng mạng 2 phẩy số phần tử. Và cái đoạn code của chúng ta muốn nhập thì nhập, muốn xuất thì xuất. Khắc nhập khắc xuất. Cây tre trăm đốt. Rồi, chạy. Và ở đây nó lại lặp lại cái gì? Tình trạng là không xuống dòng. Thì chỗ này sau khi mà bạn xuất mãn này nè, thay vì mình viết cái lệnh print ở bên ngoài thì mình viết đây. Đấy, mình đưa cái này cứ sau mỗi lần xuất là tự động xuống dòng cho mình cái trong cái hàm luôn. Rồi, sau khi xuất tự động xuống dòng cái. Và chỗ này chúng ta sẽ nhập 47290 và nó tự động nó đã xuất mãn cho chúng ta đây. 47290. Và chúng ta đã biến nhập mãn xuất mãn trong trong hàm. Được không? Bây giờ mình viết hàm tìm đi. Tìm có hai cách viết. Rất nhiều cách viết chứ không phải là hai. Nhưng mà thầy sẽ ví dụ cho các bạn hai cách. Cách thứ nhất là không trả về. Tìm thấy là báo ngay. À, thấy rồi. Là báo ngay lập tức. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có tìm một đi. Theo cách một. Tìm ở đâu? In mảng A. Mảng A này bao nhiêu phần tử? In N. Tìm gì? Tìm X. Mình tự hỏi và mình tự trả lời đó các bạn. Như vậy mình viết cái hàm tìm. Mình hỏi tìm ở đâu? Tìm ở mảng A. Mảng A bao nhiêu phần tử? Và tìm cái gì? Chứ các bạn đừng về nhà gõ lại chỗ này. Thầy khi in A, in N, in X mà mình cũng chẳng biết thế nào. Tại sao phải gõ N ở đây, tại sao là X? Mình phải tự trả lời được chỗ đó. Và nhiệm vụ của mình muốn tìm trong mảng thì duyệt mảng. Duyệt mảng. For. À, trước khi for thì mình phải khai báo y cái đã. For y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Ha, muôn thuở nó là thế. Muôn thuở nó là thế. Nếu gì nào? A thứ y à bằng x. Tức là mình đã tìm thấy. Cách thứ nhất. Print. Print. À. Đã tìm thấy rồi. Ok. Ok. Chấm than. Rồi. Quan trọng nhất là chỗ này. Eo không? Eo không? Không eo. Bởi vì cái số đầu tiên nó chưa tìm thấy, chắc gì số thứ hai không tìm thấy. Cho nên nếu trong trường hợp mà đi hết vòng for cũng không có thì ra đây mới in. Tìm rồi. Không thấy. Đúng không? Tìm rồi, không thấy. Bảo đi tìm mà tìm rồi, tìm hết luôn rồi. Vô hết nguyên lớp tìm bàn thủy, không thấy. Duyệt hết vòng for rồi mà không thấy. Chứ thấy để xuất ra đây rồi. Được không? Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đi tìm một mảng. Chỗ này mình bỏ hai bé này đi, không cần. Ví dụ xong rồi. Chỗ này mình sẽ cho nó xuất hiện số 2 hai lần. Chú ý chỗ này nhé. Xuất hiện số 2 hai lần.
Chứ nếu mà số 2 một lần thì không có gì để bàn đâu các bạn. Mẻn 1, xúc mẻn 1, xong rồi tìm tìm 1 mẻn 1 phẩy số phần tử phẩy 2 chấm phẩy, tìm a đã tìm thấy rồi, tìm rồi không thấy, đây vấn đề của nó nè. Rồi làm gì nữa? Bây giờ trong trường hợp nè, tìm thấy rồi, hết dòng for, vừa xuất câu này vừa xuất câu này, vậy làm sao để cho nó khỏi có xuất trùng? Làm sao để khỏi xuất trùng? Làm sao mình biết không tìm thấy? Bởi vì chỗ này là không eo được rồi. Nếu như em eo chỗ này nhé, nếu em eo chỗ này, chuyện gì xảy ra? Nếu em eo ở đây, vô đây số 5 không phải, nó nhảy xuống đây không tìm thấy. Số 6 không tìm thấy, số 1 không tìm thấy, số 8 không tìm thấy, và cuối cùng nó mới ra câu cuối cùng. À, nó lặp lại câu không tìm thấy. Vậy mình giải quyết chỗ này như thế nào? Bỏ rồi, bỏ ra ngoài rồi. In ngoài đây, eo ở đâu? Eo bỏ rồi sao nữa? Để gì? Trong lệnh for đấy à, bỏ 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 eo đi, để trong lệnh for. Đẹp đẹp nhưng mà không phải cái mình cần. Rồi giải quyết làm sao? Rồi ở ngoài sao nữa hả? Mình phải, nếu như tìm rồi phải chính xác là tìm hết rồi, thì làm sao mình biết tìm hết? Rồi press xong nó cũng ra xuất thằng này à. Nếu chỗ này mà bạn return là nguy hiểm nha. Tại vì bạn chạy một cái hàm này thôi thì ok. Còn nếu như mà bạn chạy nhiều cái hàm mà bạn return cái là nó kết thúc chương trình luôn á. Cho nên không return được. Press thì cũng như nhau. Khi mà bạn press xong nó ra đây cũng như vậy. Vậy thì thầy cố tình cái chữ hết rồi sao biết hết? Nếu ý bằng N, tức là tìm hết, thì mới xuất. Vậy chỗ này sao? Chỗ này mình phải, ok, đấy, đây mình mới dùng đến fret nè. Tức là nếu tìm thấy là thoát luôn, mà thoát xong rồi thì y nó vẫn còn nhỏ. Hả? Y nó vẫn còn nhỏ, nó chưa có đạt đến n. Đây đã tìm thấy rồi ha. Cho nên lúc bạn code á, thì tại sao mà thầy nói các bạn là bạn cứ code theo đúng video của thầy, cho nó sai đi cái đã. Sai sửa, sai sửa, sai sửa, giống như thầy đang sửa nè, thì các bạn mới hiểu được code. Còn nếu mà các bạn nhìn vô đây, từ dòng 33 đến dòng 43 em code chạy rồi thầy ơi, không có ý nghĩa gì hết. Không có ý nghĩa gì hết. Code chạy thôi. Mà bạn phải code sai giống như thầy code lúc nãy. Từng dòng, tại sao nó ra 4 dòng đó mà mình đang mong muốn là làm sao để bỏ 4 dòng đó đi.
thì nó mới thôi thúc mình lĩnh hội kiến thức, thì lúc đó mình mới học. Chứ còn màn gõ từ dòng 33 đến dòng 43 hiển nhiên là nó chạy, mà cũng không biết tại sao là fret, mà tại sao là phải im. Đó. Cho nên là nên gõ sai giống như thầy, thì từ sai bắt đầu sửa dần dần nó mới ra được cái vấn đề. Tức là biểu về xem view đi. Đó, đơn giản vậy thôi chứ không có gì, không có cách nào mà học giỏi được các bạn. Rồi ok, mình đã tìm xong rồi, làm gì nữa? Đây là cách thứ nhất, còn 5 phút nữa, yên tâm đi. Cách thứ hai là mình không có xuất ra câu ở đây, mà mình sẽ trả về kết quả có tìm thấy hay không. À, như vậy thì chỗ tìm hai thầy sẽ trả về tìm thấy hay không. Ví dụ đi, có một người nào đó vô tìm bạn Hùng trong lớp mình, đúng không? Vô tìm bạn Hùng, mà cái người cần tìm á thì đứng ở ngoài cho một người khác vô tìm. Xong rồi cái người tìm đi ra, ông ngồi này hỏi có không? À, nói không. Xong rồi gì nữa? Xong rồi gì nữa? Đi vô hỏi tìm bạn Ngân. Đi ra hỏi có không? Có. Rồi hỏi nó ngồi chỗ nào? Kịp quên rồi, không biết. Chỉ tìm thấy thôi, không biết nó ngồi chỗ nào. Bởi vì hồi nãy ông nói tôi tìm thấy hay không mà. Ông có nói, ông có hỏi tôi là ngồi ở đâu đâu. Chú ý chỗ này nha. Tại sao thầy nói chỗ này? Tại vì nó sẽ có hai cách trả về. Một là trả về dạng true false, là tìm thấy hay không thấy hết. Còn nếu mà trả về vị trí thì tức là có vị trí là tìm thấy, mà không có vị trí là không tìm thấy. Hai cái này đều có ý nghĩa giống nhau, nhưng mà trả về vị trí nó hay hơn rất nhiều. Đi vô hỏi Ngân ngồi đâu? Không biết. Biết có trong lớp thôi. Uổng không? Uổng công đi tìm. Phải không? Cho nên chỗ này chúng ta cũng trả về kiểu in. Và chỗ này các bạn sẽ làm gì? À, return y. Tại vị trí này tôi đã tìm thấy bạn. Và ra đây không cần if các bạn nha. Return gì? Return không là nó ở chỗ không rồi sao? Nó tìm thấy vị trí đầu tiên thì sao? Vị trí nào mà không có trong mạng? Chính xác, quá giỏi. Vị trí này không tồn tại trong mạng. Trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ mấy cũng được. Nhưng mà thôi trừ 1 là đẹp. Từ 0 đến 1 triệu cũng có trong mạng vậy. Đến 5 triệu, 7 triệu, 7 tỷ cũng có trong mạng vậy. Cho nên số âm là không có vị trí nào cả. Cho nên nếu mà trừ 1 là không tìm thấy. Và ở chỗ này mình sẽ phải sửa lại chỗ này. Tìm hai mình không dùng vậy. Nếu tìm hai bằng trừ một thì mình sẽ kết luận là không thấy. Còn không? À, chính xác. Như vậy chỗ này bạn sẽ khai báo cho thầy đây đi, vị trí bằng, mình giữ cái vị trí lại.
Nếu như vị trí bằng bằng 1, đúng không? Thì mình nói là mình không tìm thấy. Bạn ngồi tại vị trí phải vị trí đấy, tìm hai. Ok, in vị trí, in vị trí, vị trí. Ok, mạng 2, mạng 1. Ok, ở vị trí 4, 0, 1, 2, 3, 4. Được chưa? Hiểu không? Rồi, cho Trang vỗ tay nghỉ. Rồi, ok các bạn.